Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi sẽ review lại cái quá trình mà chúng tôi tư vấn thiết kế mặt bằng công năng cho một khách hàng. Đây là chị Liên, có địa chỉ tại Hà Đông, Hà Nội. Thì chúng tôi với thời buổi công nghệ hiện nay thì việc trao đổi qua mạng internet cũng như là từ công nghệ 4.0 thì được trao đổi thông tin mọi thứ rất là nhanh, tiện lợi. Thế thì hôm nay thì chúng tôi sẽ trao đổi về cái vấn đề mặt bằng công năng, thì trước tiên là chúng tôi phải khách hàng phải có máy tính, thì chúng tôi sẽ trao đổi qua UserView. Đây, khách hàng của chúng tôi là đang bắt đầu nhận được tài khoản UserView của chúng tôi rồi, thì sau đó thì khách hàng sẽ vào trực tiếp cái phần mềm máy tính của chúng tôi. Thì như thế thì chúng tôi và khách hàng sẽ trực tiếp trao đổi. Đây, như thế là chị vừa vào rồi. Chị đây, Vâng, chị nghe được chưa? chị nghe rồi. Vâng, mà em gọi kia chắc là hơi yếu. Chị từ từ để em điều khiển chuột đã nha. Vâng, đấy thì hôm trước thì em đang gửi chị cái công năng mà ở dưới thì cái cầu thang sẽ chuyển về trong chị ạ. Thế thì chỗ này đất là chị, cái kích thước bên này thì em đang lấy vuông, em để 9630, còn cái chiều bên này thì vẫn là được 9150. Có cái mặt tiền phía trước thì em sẽ lấy vuông cái cạnh đấy thì em đánh đẩy ra sau. Rồi. Vâng, thế thì một cạnh là được 9,1, một cạnh được 9,6. Thế thì với những cái mảnh kích thước nhỏ như này ấy chị, thì chủ yếu thì có hai cái phương án cầu thang. Một là nó chạy bên hông như này, hai là cái cầu thang là cái dạng chữ U, nó chạy ở dưới như này. Nhưng mà làm kiểu chữ U thì cái không gian ở tầng 1 nó không được thông thoáng. Thì cái đấy tôi chỉ chạy chạy bên hông đi, không không chạy chỗ U nữa. Vâng. Cái vấn đề khi mà chạy hông như này thì cái nhịp nhà chị đang 5,6 này, thì cái chiều cao dầm nó phải là tầm khoảng 400 đến 150 cái chiều cao dầm sau này á. Thế thì Rưỡi à? dạ 450 đợt 4 mét rưỡi à? vâng, nó khoảng khoảng đó, thì nó liên quan một vấn đề là cái nó liên quan đến số bậc cầu thang của nhà chị. Thì bậc cầu thang thì thường nó mà cũng sinh thì nó chỉ khoảng 17 bậc, 21 và 25. Thế thì số bậc nó càng ít thì chiều cao nhà nó càng nhỏ đi, mà cái chiều cao dầm của mình đang lớn nên là bắt buộc là số bậc của mình nó phải lớn lên. Thì như nhà chị thì nó vừa kích thước nhà, kích thước đất đang khá nhỏ nên là mình nên để 21 bậc thôi chị ạ. Rồi, 20 tập. Vâng, nếu như Chị thế. cũng thích 20 tập. Vâng, đây là cái 3D của tầng 1, có nghĩa là đi phòng phòng khách này, đây phòng khách, và đây là sẽ cầu thang, bên dưới cầu thang là nhà vệ sinh. Đối diện cầu thang sẽ là cái khu bếp. Chị cái giếng trời thẳng ở chỗ cửa nhà vệ sinh đấy sang khu bếp đi. Giếng trời, vâng, thì chính xác ra thì nó cũng đang đang giếng trời đang ở đấy, để em cắt vào đây xem, tại vì nhà chị không không để được cái giếng trời sau cầu thang nữa. Chị đừng để cho em di chuyển trượt, Rồi. không không di chuyển trượt được nhỉ. Chờ em tí em mở lại. Đây, được rồi. Để em mở 3D tổng thể thì chị nhìn sẽ hình dung nó tiện hơn cái ngôi nhà. Ví dụ đất nhà chị mà nó rộng thêm khoảng được 1 mét nữa thì đẹp. Thì Cho nên nó chật làm được cái giếng tầm trời đằng sau. như là cái ô bên nhà anh Phong thì đẹp. Vâng, nhưng mà anh Phong lại không thích theo kiểu của chị. Anh Phong lại thích cầu thang ở giữa cơ. Vâng, nên là em thế bảo là để hai nhà làm độc lập với nhau. Độc lập với nhau thì mỗi nhà có gia đình khác nhau, nên là như thế thì để quan điểm về thiết kế cho nó thoải mái.
Đây nhá, sau này thì nhà mình sẽ có một cái giếng trời nó chạy từ trên xuống dưới này. Chạy từ trên xuống dưới chứ là chạy thẳng xuống chỗ bếp luôn. Thì cái cầu thang nhà chị là 21 bậc thì cái diện tích ví dụ mặt bậc nó 25 rồi thì nó không thể mà giảm thêm được nữa. Thế thì số bậc nó sẽ 21 bậc thì nó chạy chạy từ đây vào đến đây mất rồi. Chạy kịch vào cái hết đất đúng không? Và nó phải hết đất thì nó mới đủ số bậc và đủ cái chiều cao của nhà được. Ví dụ 21 bậc thì chiều cao nhà mình sẽ là 3m75. Sau này cái dầm là 4 lít phân. Sau này sẽ có cái dầm ngang ở đây chị. Để em vẽ cái dầm ngang chị dễ hình dung thì nên là thực ra em cũng muốn là có một cái giếng trời nó chạy thẳng đằng sau ấy, nhưng mà mối tội nó lại liên quan cái diện tích nhà mình nó mất nhiều quá. Nhưng chị muốn cái giếng trời để nó đâm thẳng xuống bếp, để kiểu như chị muốn mở cái cửa bếp ra ra cái giếng trời đấy. Nhưng mà nhà chị hết đất rồi. Đấy là cái cầu thang nó chiếm nhiều, chiều thang chiếm nhiều diện tích quá. Không, cái giếng trời từ chỗ cầu thang ra cái chỗ bếp thôi, chứ không đi qua cầu thang. Thứ hai nhà chị giờ đang có hai không gian tiếng trời đấy. Một cái là chỗ cầu thang đúng không? Đúng rồi chị. Đấy, cái tầng dưới chị mở cửa thẳng ra cái chỗ khu vệ sinh đấy. Đây có nghĩa là nhà chị sau này sẽ có một cái dầm nó to như này này. Dầm nó sẽ cao như này luôn. Cái trần nhà chị nó sẽ thấp, cái trần thạch cao sau này cái cấp dưới nhà chị nó sẽ ở đây luôn, nó thấp dưới bên dưới này. Nên là nhà chị nó sẽ khá là thấp, nếu mà trường hợp mà đẩy cầu thang vào nữa thì tăng số bậc thì không được tại vì hết đất rồi. À không, không cần phải đẩy cầu thang, cứ đẩy kịch đất Vâng. của cái khu bếp đấy, cái khu mà từ cầu thang ra thôi. Đâu, để em. Bạn như nào chị muốn giếng trời như nào? Ý là nó từ cái trời nó chạy thẳng từ cái ô nhà vệ sinh đấy, Vâng. nó đi sang bếp, đi thẳng sang bên kia. Em ấy hiểu Nó rồi đập. nhé. Nhưng mà như thế thì lại không có đất để làm cầu thang nữa. À không, cái cầu thang đấy có ảnh hưởng gì đâu, chị không đi vào chỗ cầu thang đấy, từ chỗ cầu thang ra mà. Đây chị nhìn 3D cái này thì tổng thể nhìn 3D như này. Đây làm cắt cái chỗ này chiều này nữa. Vâng, ý chị sẽ là như nào? Tại vì đây nhá, số bậc là chị lên đi lên đến đây là 21 bậc này. 21 bậc thì ở đây phải có cái hành lang để đi này. Hành lang đấy khoảng bao nhiêu mét? Ăn khoảng 1 mét à? Hành lang của này của chị đang là 1150 chị ạ. 1m150 à? Vâng. Nó bé hơn một tí được không? Ừ, được chị, sau này nó liên quan cái chân thang, chân thang ở đây là 900 này. Liên quan đến cái số bậc bậc lên tầng tiếp theo nữa thì nó là 900. Lại còn cái chân thang ở chỗ đấy nữa nhỉ? Vâng, cái chân thang này ở đây. Thế là từ cái chỗ cầu thang mà ra hết cái chỗ 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 mà đường đi đấy là bao nhiêu? 2,5 mét à? Cái nào chị? Từ chỗ cầu thang dưới trời đấy đi Vâng. ra hết cái chỗ đường đi đấy. Cái đoạn này à chị? Không, cái đoạn bên kia, bên cầu thang bên kia kìa. Đây ạ. Đấy, ra ra tới cái phòng ấy, tới cái phòng bên này. Đây, em đi hết một lượt này. Nó nằm ngang cái chỗ 1m150 đấy, mà sau này đâm kịch ra chỗ cầu thang ấy, Vâng. thì cái phòng ngủ ở bên này là còn 2,5 mét à? Ở bên này ạ. À? Đây em đi luôn, nó còn là 2 mét, đúng rồi chị, 2 mét khoảng gần 3 mét rồi Được đó. rồi. Chát vào thì nó còn khoảng 2 mét 55. Thế thì nó thì cây được gần 2 mét, mình hơn gần 1 mét nữa nhỉ? Thế thì em đang cân mà lúc đầu em phải nhìn thấy là em đang cân này. Ví dụ bình thường tối thiểu được cái giường này mép mép phải là 60 phân. Cái giường thì kích thước tiêu chuẩn là phải là được 2 mét rồi. Đây giường thì chị em đang để 2 mét, đúng 2 mét tròn này. Đấy. Thì sau này có lối đi đường ở đây là có 60 phân là vừa một người đi qua lại. Chị bên kia là để kệ tivi. Vâng, nên là cái này thực ra mà em cũng phải cân đối cân đo đong đếm nhiều đấy. Có cái phần hơi ngắn đấy nhỉ. Vâng, nên là đất nhà mình nó khá là hẹp. Chín mấy phân cái đường đi kia thì có hơi rộng không?
90 phân là tối thiểu chị, có nghĩa là một người đi và một người tránh đây. 90 phân chính là từ cái mép mép cầu thang này đi đến đến mép đường này. Mép bậc này đến cái bên chỗ mép tường này. Cho là 80 phân mà cho đi vào trong thêm 10 phân nữa. 80 phân thì hơi nhỏ chị ạ. Đi ví dụ một người đi ở đây xong bắt đầu lại phải đứng đứng chờ một người đối diện. Ông đối diện một là phải chạy vào trong phòng ngủ, hai là phải chạy vào trong cái khu rộng rộng chỗ rửa mặt này để tránh nhau. Đó thì nó sinh ra vấn đề sau này như thế thì nó rất là bất tiện khi sử dụng. Nếu mà ông nào béo béo nữa nép sau này nó có một cái hành cái lan can ở đây nữa, ông nào béo béo thì lúc đấy lại chèn vào cái hành cái lan can đấy thì đi nó sau này dùng hàng ngày nó không thoải mái lắm. Nên là bình thường cái bả vai của người Việt Nam tối trung bình là 60 chứ ạ. Sau một người lách nghiêng 30 phân nữa là 90 là vừa hai người lách nhau. 80 Cái thì giếng trời, hơi bé để lách. cái giếng trời ở bên bên trong ấy Vâng. cho chị kịch xuống tầng 1 đi. Đây thì nó đang kịch xuống vòng 1 đấy chị. Nó thông từ trên xuống dưới mà. Đấy thì chị mở cửa ra cái giếng trời đấy, Có nghĩa là thông luôn chị ạ, không không mở cửa nữa. chị muốn mở cửa ra đấy, nghĩa là mình làm gì ở bên ngoài đấy, ở bên trong kiểu như mình vẫn cứ đóng cửa được đi. Thế thì nó ở tầng 1 này nó lại bí không gian. Đây Tại lại. vì Em chị có. muốn để ở chỗ đấy kiểu như là để mình trang trí cái gì đấy chẳng hạn. Đây nếu mà thế thì nó sẽ như này chị. Bếp sẽ nhỏ lại. Nên là em đang định để thông ở trên xuống dưới luôn. Nên nhà chị mà đổi sang nhà anh Phong được 10 mét thì lại dễ xử. Làm cửa từ cái chỗ bếp đi, chúng từ chỗ kế bếp kiểu như cái chỗ bên ngoài này vẫn kịch ra ngoài nhé, Vâng. cái chỗ bếp này, cái chỗ mà có cái bếp đấy vẫn kịch ra bên ngoài, làm cửa từ chỗ bếp ra Cửa tây ra đây ạ. thôi. Thì nó cũng phải tầm hai cánh cửa trượt. Cho sát vào cái bếp đấy, mới sát hết cái chỗ đất kia đi, Vâng. làm cửa rộng ấy. Còn cái bếp này em vẫn để đẩy hết ra ngoài, như chỗ đấy mình để cái gì nhỉ, Cái nào chị? chỗ mà có cái bếp đấy. Thực ra thì chỗ này nếu làm thế thì cả một cái đoạn này là vách kính luôn thì bên dưới vẫn phải xây. Đây, em gửi qua đây chị xem trực quan này. Nó có cái phần tường xây đấy thì nó sẽ hơi chật một tí. Đây, nó sẽ như này. Thì cảm giác nó sẽ bị chật, hoặc là tầng 2 phòng ngủ này chị cho nhỏ lại để mở rộng cái ban công ấy ra, à mở rộng giếng trời. Nhưng mà như thế thì cái bếp lại bé lại. Cái lại đẹp. Và nó sẽ phải như này. Vào một nơi thế là hơi bé, nếu nó không quay được ngang nhỉ, thêm một tí ở ngang. Thế cái tầng 1 này chị nó bị nhiều không gian nát quá. Tại vì chỗ này nó có bé quá nên là việc chị mà dùng làm tiểu cảnh chỗ này thì nó cũng không dùng được mấy. Không thì em phải thu nhỏ cho cái giếng trời này nó rộng ra một chút. Cho cái dưới trời ở phía dưới đấy nó cứ dài ra tận ngoài kia được không? Ngoài đâu rồi chị? Ngoài chỗ cầu thang ấy, tầng 1 đấy, còn trên tầng nó vẫn kệ nó thế. Nhưng mà cái vấn đề là bên trên nó vẫn có một cái cạnh ở đấy rồi. Cái cạnh ở trên ở bên trên chặn lại rồi, thế thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Nếu không thì chị mở rộng cái phần giếng trời này ra thôi, nhưng mà bếp lại nhỏ. Tầng 1. Nếu để cái giếng trời này thì bếp sẽ hơi nhỏ lại chị ạ. Chị ý chị là chị muốn kéo hết ra ngoài này á? Được không? Vâng, nó cũng được, nhưng mà như thế tầng 1 thì chị lại sẽ bị chật lại thôi. Nó như kiểu như thế này, đấy cái cửa đằng sau nó như thế đấy. Gửi vào Zalo cho em này. Như này. Con chỉ để chậu rửa bên ngoài. À, chậu rửa rửa tay nè. Cửa nhà vệ sinh ra bên ngoài này cũng được mà. Thì đi ra ngoài xong rồi đi vào nhà vệ sinh. Vấn đề là nó bị vướng cái gầm nhỉ. Vướng cái gầm ở trên à? Vướng cái gầm của thang. Không, cái cửa nhà vệ sinh vẫn cứ để như thế, xong mình đi ra bên ngoài ấy. Đây, nó sẽ Không bị... cần chúng ta ra ngoài này đâu. Đây nó bị vướng cái gầm bên này. À, đúng gần đấy. Thì mình cứ xây kịch vào cái gầm đấy thôi. Tới cái gầm tới đâu thì mình cứ xây theo thế. Thế thì cái này, cái giếng trời này, mép của nó phải bằng với mép của cầu thang. Em hiểu ý chị rồi, có nghĩa là vứt cái nhà vệ sinh ra ngoài đúng không? Cái cửa nhà vệ sinh cứ để nguyên như thế. Sau thì chỉ xây tường tới hết cái tầng 1 thì thôi mà, sau rồi chỉ làm mà nó khung như cái hình chị gửi ấy. Tại vì đằng sau nó vẫn là vườn. Chị muốn là lấy ánh sáng ở bên ngoài, khi nào đằng sau đấy nó xây lên thì chị mới làm kiểu như là giếng trời. Thế chỗ này phải làm tường 10 chị ạ, xây tường 10 ấy. Thì nó mới đỡ mất diện tích được. Thế thì em xem 3D thực tế xem như nào. Vậy chị muốn mở rộng hết luôn đúng không?
Đây, thực tế nó này sẽ kiểu kiểu như này nhỉ. Thế là rộng, mở rộng hết như này luôn á. Ừ, mở rộng hết ra đi. Đây, tổng thể sau này lên mặt thực tế sẽ nhận lại như này Mày tính của chị nó lại đen thùi rồi này. đen ạ. Được chưa chị? Được rồi. Đây, có nghĩa là sau này phòng khách này, cầu thang nhà chị này, sau này là giếng trời và cái bếp ở bên này, bếp sẽ hơi nhỏ một tí chị. Đấy khoảng bao nhiêu mét? Bếp chỗ này cái đồ bình thường thì nó vẫn đủ, nhưng mà cái việc đặt nồi cơm điện thì chắc là hơi chật một tí. Năm chín tư tủ lạnh, 600 tủ lạnh. À, vẫn đặt được nồi chị. Thế thì chỗ này chị làm cái vách CNC thôi. Cái tủ bếp xây CNC nó mỏng khoảng 3 phân gì đó, thì thay được cái tường 10 này thì nó rộng hơn ra. Và chỗ này xây tường thì em để tạm đấy thôi, còn lúc thực tế là mình sẽ vách CNC ở đây. Vách chứ chứ không xây tường. Xây tường thì nó lại mất diện tích. Vâng, đấy thì lúc ấy chỗ này thì nó sẽ ra được như này. Tủ lạnh 600 này. Chỗ này chỗ để rửa rau này, nấu cơm các thứ ở đây. Đấy, thì mặt bằng tầng 1 nó sẽ như này chứ. Phòng khách là chị sâu bao nhiêu đấy? Sâu được 4 mét không? Đây nó là khoảng 4 mét dưới chứ. Nhưng mà chị được cái chiều dài 5 mét 6 nó dài. Ở trong cùng 1,4 m. Ở trong là 4 mét 4 chị ạ. Cái giếng trời kia mất được bao nhiêu rồi? Thế nào chị? Cũng giếng trời rồi. Giếng trời chỗ này là 3 mét 3, 32. Sâu thế á? Tận hơn 3 mét không? Vâng, 3 mét 32. 3 mét bằng ngang cơ mà. À, bên bên này ạ. Ừ, không cái bề bề ngắn ngắn ấy. Bề ngắn thì một cạnh bên này thì đang được 60, khoảng 60. Để nó bằng với mép cầu thang luôn. Bên dưới này thì xây tường 10 lên trên thì nó sẽ vương liên quan đến cái cạnh của dầm sau này. Ví dụ chỗ này sau này lên nó cạnh dầm nên là bên trên sẽ xây tường đôi hết. Nghe chị, chỗ này thì đang muốn rộng nữa thì có thể xây tường 10 cũng được, nhưng mà hai bên hàng xóm thì cái chiều rộng thì mình đang 5m6 nó khá là nhiều nên là xây tường đôi cho chắc chắn chứ. Còn đằng sau này thôi diện tích nó eo hẹp thì mình xây tường ấy. Cửa cái cửa mặt tiền kia chị muốn mở rộng hết cửa. Vâng, được chị. Cái này Chị làm cửa trường xoay mà. để cho xoay ạ. Rộng hết cả luôn ạ. Rộng hết cả thì hơi rộng đấy Không, khoảng là 5 mét thôi. chị. 5 mét ạ. 5 mét thì khá rộng đấy. Mỗi bên vào một ít là 5 mét 6, 5 mét 6 mà mất 4 mét, tường mất 40 rồi, còn 5 mét 2. Mỗi bên vào một ít là còn 4 mét rưỡi. Cửa để tầm 4 mét thôi chị ạ. 4 mét mốt thôi. 4 mét 50 à? 4 mét 50 phân vào. Ông chỉ thì số bao nhiêu thì là đẹp. Cái này nó tương đối đấy chị, còn cụ thể thì bọn em sẽ phải cân đối. Tính cái lòn lòng thông thủy của nó. Cái này bọn em mở rộng hết mức. À, thông thủy. Đưa ra 1,2 m mà nghe hơi khó. Ở đâu ạ? Đang xin giấy phép. Đất nhà mình mà. Đất nhà mình nhưng mà nó vẫn phải theo luật ấy. Kiểu như là ấy, mình vẫn phải Đấy, sợ sau này mấy nhà đấy tranh chấp nhau thôi. nó cứ kêu khó thôi chứ còn kiểu gì chắc là nó cũng đưa cho. Tại vì người ta ngại vấn đề, ví dụ sau này nhà kia tranh chấp nhau ở đấy. Lại là mình bên trong cùng ấy. Vâng.
Nên cấp phép đấy thì thế em bảo là chị làm dịch vụ thì nó sẽ hợp lý hơn, chứ không sau Thì này nhiều vấn đề lắm. Đấy thì cửa em mở được tầm khoảng rộng khoảng 4 mét mốt thì là cân đối rồi, là cũng rộng. Nhưng mà cửa này sau này nó sẽ phải chiều rộng cửa thôi, còn sau này bọn em sẽ phải chia lại cánh để lúc mở ra nó hợp lý nhất. chị đang tính là cửa thử xoay rồi. Chữ xoay vâng cũng được, nhưng mà lúc ra vào nó hơi bất tiện tí. Các bạn thì mình chỉ mở hai cái cửa trượt thôi, còn lúc nào cần thiết thì mình mới xoay cái cửa kia. Vâng thế cũng được chị. Chị hơi chéo sau này cái cầu thang này. Đây là tầng 1 chị nhé. Tầng 1 như thế ok chị. Còn đây là tầng 2, nếu tư thế thì đứng trời này to ra thì cái tầng 2 này nó chỉ được bấy nhiêu thôi, 12 mét vuông cũng hợp lý rồi chị. mét 24. Chỗ này sau này sẽ là lan can thôi. Đưa ra thêm một tí làm lan can lên đi. Bây giờ tầm 20 phân để làm cái lan can đấy. Vâng, sau này ở đấy như là cái lan can chính. Cái đoạn này sẽ làm lan can chính ở đây để nó thông thoáng. Chứ mình không nên xây bít lại thì nó hơi bí. Đây, sau này mình sẽ làm lan can kính ở đây. Chỉ là cái chỗ trên trời đúng không? Vâng, nếu mình chỉ lan can khoảng 90 phân thì nó. Cái cửa bên bên trong cái phòng ngủ ấy chị làm kính xuống không? Cửa này gì ạ? Kịch luôn như này. Cái chú này lấy ánh sáng vào cái phòng này. Hai trăm bốn mươi, 250 mới vừa, 250 mới vừa bên này. 165. Tao chỉ tự không thích xây tường cho làm cửa sổ đâu nhá. Thế ạ. Xong hết cửa rồi. Thực ra thì có nhà thích có nhà không, nó tại vì nó liên quan đến vấn đề là tiền. Có Cái nhà đèn thì đen người ta để hết đèn xong nhìn nó đẹp. có nhà người ta tiết kiệm cái đấy. Đấy cái phòng này sẽ thoáng luôn chị ạ, kính luôn. Chung tường nhà chị xây cũng không nhỏ ạ. Thế tầng 2 chị xem có điều chỉnh như nào nữa không? Đây tầng hai cái chỗ mà gì nhỉ, ban công ấy, Vâng. anh nhà không thích ban công, Không thích ban cái chỗ công. ban công em làm tủ âm cho chị. Lâu cái này có, à chỗ này ạ. Đấy chỗ ban công bên ngoài, Tủ âm, tủ củ kiểu gì được nhỉ? nghĩa là bên ngoài mình vẫn xây kín nhá, xong cái cửa đấy mình đi vào đấy mình sẽ làm cái tủ ở bên trong đấy Tủ trong này ạ. đấy. Nhưng mà nếu mà chuyển tủ sang bên này thì nhà vệ À không, sinh cái tủ đấy kệ nó, tủ bên này kệ nó. em hiểu rồi, có nghĩa thêm một cái tủ âm nữa, nhưng mà như thế thì nó sẽ không thông thoáng được cái nhà vệ sinh này. Là nó không thoáng á. Tại chỗ nhà vệ sinh nó có cái cửa sổ này,
Anh để cái cửa sổ này thông thoáng vào nhà vệ sinh. Có nghĩa là sau này thực tế thì sẽ có cái cửa sổ ở đây để lấy thông thoáng vào trong nhà vệ sinh bên trong này. Thì như thế thì sáng gió nó sẽ thoải mái hơn. Và có cửa này thực ra nhiều khi nói vui vui, ví dụ hỏa hoạn các thứ thì còn Treo thì vẫn treo ở cửa kia được mà, mở cái ra. cửa kia là 700 mà. Vâng. Như có bán cây quan công sau này trồng cây cối ở đây thì một hai chậu cây gì đó, hoặc khi nào hút thuốc lá thuốc nào thì có thể ra ban công. Cũng thuốc đâu. Thì vâng, nói chung là không gian thì nhà mình nói chung là chật thì cũng chật thật, nhưng mà theo em mình nếu mà tận dụng được thì bố trí nó hợp lý thì sau này ở nó vẫn thoải mái hơn, chứ ở căng cùng một cái tầng mà không có cái chỗ nào để mở ra ban công thì nó cũng hơi chật chội. Cái cửa bên ngoài thì vẫn đẩy ra, mở ra để nhìn ra ngoài mà. Vâng, ý là cái cửa này ạ. Ừ, cái cửa chính đấy. Muốn gọi là nếu mà xây kín này để tủ âm tường thì nhà vệ sinh này nó lại không được thông thoáng. Là bên bên ngoài mình cũng đặt kính nhỉ, hoặc là đặt ô thoáng kính ở trên ấy, Ở đâu chị? tường ở bên ngoài. Cái này đang đâu có cái phòng ngủ này đang thoáng kính kịch sàn. Cái tường ở bên ngoài của cái chỗ nhà vệ sinh, Tường này ạ. Tường này ạ chị. cái đường bên ban công, bên ngoài ban công ấy, mình cũng để kính, mình có để cái gì vào đấy thì mình để kệ đó nhỉ. Yeah, chị làm cái kính ở ngoài này ạ. Mà kính thế thì chị đã bí bách hết nhỉ. Thế em đang định để thoáng luôn. Em có điện thoại tôi đấy à? Vâng. Với lại vẫn phải mất cửa để đi ra chỗ đây. Nếu mà chị làm thẳng làm phẳng là sau này mặt tiền không được đẹp đâu nhá. Nếu làm phẳng như này là tiền mặt tiền không được đẹp đâu. Anh ấy cũng đang không, tại vì cái tường nó sát với nhà bên cạnh rồi ấy. Mặt tiền thì cũng không cần thiết là phải quá đẹp. Vâng, là còn 50 phân nữa. Ở đâu? 1m2 còn 80 phân nữa. Không, cái cửa đằng trước em làm hết cửa đi, cái phòng đằng trước ấy. Phun cửa hết ạ. Ừ. Vấn đề là nó lại đang liên quan đến thành nhà vệ sinh này, như thế vệ sinh em phải đẩy hết ra ngoài này này. Để hết nhà vệ sinh ra đấy. Rồi. Ừ, hoặc là để hết nhà vệ sinh ra đấy. Cho nhà vệ sinh nó thoáng đúng không? Rồi, tại vì nhà vệ sinh mà ưu tiên phải lấy được sáng với gió thì nó mới thông thoáng được cái nhà, không vệ sinh nó hơi bí bách. Nếu mà vệ sinh ra ngoài này thì khả năng là phải đào lại chị, tại vì nó đang liên quan đến cái đường cấp thoát nước sau này. Sau này đây là có cái dầm to ở đây thì ống 110 ở đây thì cũng không được. Tại vì nếu đẩy hết ra ngoài này thì đẩy ra đây, sau này cái đường ống cấp nước cho thằng này thì nó lại phải đục ống thì nó cũng hơi bất tiện. Cái đường thoát của sàn ấy. Đi vào hơi sâu nhỉ, ra tận ngoài đấy. Tại chỗ này là cái kịch chỗ tủ ống tường thứ này là kịch xạ kịch đây rồi, không thay đổi nữa rồi. Nhưng mà thấy đi nhà vệ sinh này sâu quá nhỉ. Vâng. Hoặc là có một phương án nữa,
chỗ này không xử lý như này nữa thì mình co nó lại. Chị sang cái này được không? Em chỉ sợ hơi chật thôi. Cho là bé mướt làm nào ạ? Có nghĩa là không 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 để cái không gian chậu rửa bên ngoài nữa. Cho chậu rửa vào trong. Đúng rồi chị, như thế thì nó sẽ tiết kiệm được diện tích. Mùa này đang hơi nhiều muối. Cho như thế thì nhà vệ sinh này lại đang không được không lấy được ánh sáng. đến sáng từ chỗ cầu thang đi, Cầu thang ạ. là một cái gì nhỉ, cửa kính ra cầu thang à? Nhưng mà làm thế thì nó hơi bất tiện. Tại vì nhiều khi người nhà không sao, người ngoài đi vào người ta nhìn thấy. Cái thang là nhìn vào đúng không? Đúng rồi ạ, thì nó hơi vô duyên, cảm giác là đang làm gì đấy mà tự dưng có đi cười trên cầu thang xuống thì tâm lý nó cũng không an tâm lắm. Ví dụ như là chị rất này rộng rộng thì thường là em sẽ thiết kế một cái khu gọi là khu thay đồ, đây tủ đồ, gọi là có một cái anh à anh Hương. Nhà anh Hưng thì anh ấy đất rộng nên là anh ấy đang làm cái kiểu phòng master, nó kiểu kiểu như này, có thể kéo dài nữa. Đấy, trên tầng cũng đẩy ra đấy đúng không? Vâng, đây là cái phương án ban đầu, là cái phương án sau phương án này anh làm kiểu master này, có nghĩa là bên ngoài này sẽ là cái khu thay đồ, bên trong nhà là khu vệ sinh, đây có cái cửa sổ để lấy sáng lấy gió vào. Đây trường hợp nhà người ta đất nó rộng hơn, nhà mình đang đất hơi hẹp một tí. Với lại nhà vệ sinh này là của khép kín, nhà mình đang là chung. Để nhà vệ sinh vào vào trong, xong rồi cái chỗ trống ở chỗ đấy làm một cái tủ gọi là tủ giày ở đấy, Giày ạ. để nhà Đây. vệ sinh vào sát cái chỗ ban công ấy. Em hiểu. Để sát ban công này chỉ là ngại mỗi cái dầm thôi, sau này lúc cũng chạy đường ống nó hơi phức tạp. Phòng bên kia mà đi sang nhà vệ sinh nghe xa phết nhỉ? Không cũng gần mà chị, nhà chị đây. À đây, xử lý thoát nước được. Sau này nhà chị thoát nước về cái góc này để thu hố ga về bên này. Còn cái đường ống thì sau này sẽ chạy ở bên trên trần. Như thế thì không đục qua cột kết cấu. Thế chị sau này để tủ giày đây à? Đấy, cái tủ đấy.
cái trong cái khoảng mà không có cửa đi vào đấy, để dài ngang ra tới cầu thang ấy, cái bước con phải chừa cửa đi vào đúng không, đi vào nhà vệ sinh ấy. Vâng, đúng rồi. Thế chị muốn để cái tủ giày ngay chỗ tầng 2 này à? Này chị muốn để giày đây à? Đấy, cái đoạn mà chỗ cái tường chỗ chỗ rửa đấy, tường bên ngoài ấy. Vâng, thì chỗ này chị làm tủ giày bên ngoài này đúng không? Ok, vâng, thế cũng được chị. Nhà càng rộng thoáng ra. Bên này thì vẫn có cửa sổ. Nhưng mà nhà chị làm như này lên mặt tiền cũng khó để đẹp đấy. Chỗ phòng ngủ đang rộng, em dập vào tí được không? Gian đấy á, Vâng, em đặt vào mấy chục phân rồi đấy. để cho nhà vệ sinh rộng hơn gì. Không, để sau này mặt tiền nó đẹp hơn. Em thì đã sợ sau này lên mặt tiền nó thô, nó thẳng quá đi. À, để nó lùi vào một tí thì em sẽ làm cái kiểu như gọi là gì nhỉ, lan can ở bên ngoài ấy. Đây thì nó sẽ dập vào tí như này. Thực ra phòng ngủ này vẫn đang rộng, phòng ngủ này 15 mét vuông. Thì bên ngoài đấy vẫn là lan can, nó sát vào kia mà. Đây là mét 2 rồi. Mét 2 thôi, đúng không? Đùa mét 2 thôi chứ chị. Không đùa nhiều nó khỏi nói. Luôn là mình hai thôi. Đây, mét 2 thì bên ngoài này. Thực ra sau này cũng được, tại vì cửa lùa chị ạ. Cửa lùa thì chị mở cửa đấy ra cái là chị ra ngoài cũng được. Cứ luôn chị mở cửa ra ngoài mà, thì bên ngoài nó vẫn phải có một cái lan can bằng inox. Vâng. Thì cái lan can đấy sau này thực ra là mình chế được. Mình chế kiểu nó vung ra. Đấy, phòng ngủ này thực ra thì phòng ngủ anh chị thì em nghĩ là nó không, diện tích này nó cũng vừa phải vừa đẹp rồi. Thì chỗ này cái để này cho sau này ở đây sẽ có một cái lan can để Kể mình. ra là bốn phòng ngủ là cũng vừa, tại vì có hai thằng bé mỗi thằng một phòng, vẫn còn chưa ra một phòng. 14 mét vuông là cũng rộng rồi chị ạ. Nên bé chọn phòng bên trong hay phòng bên ngoài? Chọn phòng bên trong. Chọn phòng bên trong. Phòng nào cũng có cửa sổ đấy thì nên làm như này chị ạ, thì sau này thực tế không gian nó sẽ đẹp hơn, chứ mình mà căn ke lấy diện tích của phòng quá thì cũng không cần thiết, mà phòng thì rộng quá thì cũng không để làm gì Thiết cả. là phòng quá rộng quá thì cũng không làm gì cả. Thật Vâng. là cái chỗ gì để cục nóng điều hòa bên ngoài chứ, Vâng, còn em cái trong thì phòng để bên giếng trời được thôi chị. Để em tìm cái lan can, em vẽ cái lan can vào luôn. vẽ cho chị cả cái lan can ở cái giếng trời bên trong nữa, tại vì tầng 2 thì không xây lên mà, không xây xây cái tường kia lên. Bỏ cái tường ở bên trong cái giếng trời. Tường nào chị nhỉ? Cái tường bên trong giếng trời đây, Tường này ạ? cái tường chắn này, cái tường À? chắn cái giếng trời ấy. Tường này là cái ấy mà chị. Cái lăng cái kính mà. Cái tường chắn ở bên ngoài cơ mà, cái tường bên bên ngoài sát nhà đấy, đấy tường này. Tường này ạ? Chị bỏ cái này Cái ạ? chỗ giếng trời thôi. Thế thì sao được nhỉ?
Tại vì chị không muốn xây từ dưới lên đi. Hàng xóm người ta nghe không? À, Hàng xóm thì đằng sau nó là ấy mà, tại vì nhà mình vẫn còn chừa ra mấy chục phân đến trời đấy cơ mà. Chứ mình có đã sang nhà người ta đâu. như thế thì chỗ này chị phải làm vách kính nếu mà chị để chỗ này thông thoáng. Nếu chị thực ra như này em thấy cái không gian nó thoáng đấy, nếu mà chị mở bên này thì tầng một thì chỗ này chị có thể để trống được này. À, để những cái ảnh chị gửi cho em thì cũng được. chị gửi cho em là chị chỉ muốn xây từ đấy thôi, còn phía trên giếng trời là chị không xây nữa. Và sau nữa chị muốn làm y như thế đấy, đi xuống mẹ bảo hai đứa đi xuống các bạn. Nếu mà chị làm như thế thì cái vấn đề là cái cửa này, cái cửa tầng 1 nó không ở bên ngoài được, tại vì chị để bên ngoài sau này mưa gió đi ra này, gió lùa lắm. À, mưa gió á, Vâng. muốn làm cái tôn tôn sáng ấy, tôn tôn kính ấy ở phía trên trên đi Thế cho thì tầng. chị phải che cả bên hông này, cái này cả bên trên cả bên hông nó là kín lại luôn, nó không thông thoáng được nữa. Nhưng mà Cả nếu lại nó thế thì nó không tác dụng gì cả. tác dụng gì Mới trời đúng lấy lấy mỗi được sáng. không? Chỉ lấy mỗi được sáng. Nước mưa vẫn hắt xuống đây này. Mà lúc đi vệ sinh đi ra đi vào mà đi ra ngoài trời nó mưa thì nó bất tiện. Đảo thử nó vào trong. Trong á, cửa lại đi vào trong à? Đi cửa đi vào trong vấn đề là liên quan đến thằng bếp này, cửa vệ sinh là thằng bếp mà đảo chậu rửa sang bên này, đảo bếp sang bên này thì nó lại đang bất tiện trong quá trình sử dụng. Đấy, chị đang muốn là cái cửa vệ sinh nó lại đi vào bếp thế, để cho nó ra bên ngoài. Cho ra bên ngoài thì liên quan đến cái vấn đề khi mà chị không xây kín ấy, chị để thông thoáng thì nước mưa sẽ hắt vào, thì nhiều khi đi ra ngoài phải đội 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 nón thì hơi bất tiện. Đi ra ngoài vệ sinh. Hôm nào trời mưa thì chạy lên tầng vậy. Ok, em cắt qua đây xem nó có đủ cái chiều cao của cửa không. Vướng cửa rồi chị ạ. Lại toàn vào tận trong. À, ý là nếu nó bên ngoài thì cửa này thì đang vướng cửa một tí. Tôi để ra bên ngoài được, chỉ làm chắn ở trên thôi, còn cái chỗ ở phía dưới kia thì cứ để nó thoáng, hát cũng chả hát mấy đâu nhỉ. Cái này là em phải tư vấn trước anh nhé. Không xong này đi ra ngoài đi vệ sinh mà đội nón là gọi em chịu ấy. Đưa chị mày vào đây chị đồn đó đi vệ sinh. Ai đến người ta lại mắng thì Thế luôn là sao mày lại để tao đồn đó đi vệ sinh. vâng, thật đấy, nếu mà chị để làm như thế là gió nó lùa nó cũng nhiều đấy. Không, thực ra thì nếu đi cửa lùa bên này thì chỗ này vẫn nó có mái bên trên nó che thì cũng tạo cũng được. Đấy vẫn đi được, vẫn có Vâng. mái thằng đấy. Vâng. Anh đi đâu vậy đây? Trời ơi này, đi ơi bố cho đi cái gì đây? Không biết. Anh đi chơi bây giờ anh mới về. À, mọi thứ Mọi thứ
chị lo. Thế thích gì ạ? Chỉ cần là mua chuyển tiền là chuyển thôi. Tầng 2, tầng 3 là vẫn như thế thôi nhỉ? Còn mỗi tầng trên Đây, để em mở hết. Là sau này chị muốn để hở lại một đoạn đúng không? đâu làm sao nào à, sao tầng 1 đấy á? Vâng. Ừ, ở đây một đoạn lấy gió. Cháo gì đấy? Xuống đánh răng đi ngủ đi đấy. Mình cứ ăn đấy. Cả con cả anh. Chỗ đấy đằng sau đấy đúng không? Vâng. Em để 2 mét nhé. 2 mét. Đó, nó phải cao lên một chút, không người ta hàng xóm lại nhìn thấy hết. Không, từ dưới lên trên em để 2 mét 2. Lên trên để 2 mét. Mét 3 đi. Không, hàng xóm đứng bên cạnh nó nhìn thấy hết mình. Bếp mình đang làm gì? Đây, cái này là kiểu kiểu như này chị ạ. Đây nó có cái rầm. Thì chạy sẽ thẳng lên rầm luôn. Bên trên chị cũng cắt à? Cắt tường á? Không có tường á? Vâng. Ừ. Đẩy cái gì đây? Chồng ngủ mình phòng lớn tướng rồi, lớp 6 được ngủ mình một phòng. Sợ gì? Sự mà Có mà chán. Dùng người yêu đi. đây ạ, sau này 3D nhà mình nó sẽ lại như này, có nghĩa là bên trong này, bên ngoài này, sân ướt à sân ở sau đây có cái mở thoáng ở đây, Rồi. để thông lên trên, ở bên trên cắt là gì? Bên trên cắt. Chị chưa muốn làm cửa tại vì đằng sau người ta vẫn là vườn ấy. Chị muốn để cả gió cả ánh sáng luôn. Nhưng mà nước mưa nó hắt vào đấy, nó mưa nó hắt xuống đây nhiều lắm. Cái hướng đến nước mưa nó hắt à? Đây ví dụ chỗ này thì ok thì sau này cho chị chịu khó kéo cửa đây thì bên trên nó có cái chắn chắn mưa ở đây rồi chắn ở đây thì đi ra vẫn ok, nhưng mà đây nó lùa nhiều đấy nên là từng trên em sợ sau này hàng xóm người ta không đồng ý thôi. Nó lại hàng xóm đâu không đồng ý. Tại vì nhà mình vẫn cứ để chưa đất mà. Đâu nhà mình còn chưa đất đâu chị Nhưng mình chưa đất là cái chỗ giếng trời là còn gì. à? Không, người ta bắt xây đấy chị. Một khi nếu mà xây tường phòng ngủ như này người ta bắt xây lại, người ta không cho để cửa sổ sang. Sổ mình vẫn là cửa sổ trượt mà. Chỉ để thông thoáng như này chị. Khó nhỉ. Ý là không không xây giếng trời lên thẳng thế không được à? Ra như này xong này chị ốp ốp cái đá đá nhân tạo vào đây vào cái tường này này ở trên xuống dưới là cũng được. Đẹp quá. Vâng, ốp đá nhân tạo chị ốp từ dưới lên trên này, từ dưới từng một ốp thẳng lên trên thôi, chị làm cái đèn hắt trên hắt dưới thì nó cũng được. Cái tường này thì nó ngay trên này là cái giếng trời, bên này xuống thì sáng đây ok, mà ở đây thì cũng thoải mái tại vì lấy sáng ở đây đi vào đây rồi.
Không, chị mở những cái cửa nhỏ nhỏ thôi. Mấy cửa nhỏ nhỏ ở cái tường này á. Vâng, mở từng cái cửa một, cửa hai cánh gì đó. Để mất cửa ở ngoài đấy lại còn mất cả tường xây. Dụ làm cửa, em xem thử, nhìn thử. Hàng xóm này chị ở lâu năm rồi ạ? Họ giới tính không ạ? Cũng dễ cũng được. Vâng. Chứ ở Hà Nội nhiều khi 1 mét đất là 1 cm thôi là cũng mệt thì các cụ lắm. Đấy thì trường hợp không, sau này nhà chị làm 2 cửa sổ bé này ở đây. Cứ để kiểu như làm cứ để 3D như thế, nếu như mà lúc mà chị xây ấy Vâng. thì mà người ấy được thì là chị bỏ hết cái tường ấy, lúc nào mà người ta mà xây lên thì chị xây cái tường như thế. Thế cái tường này chị xây sau không? Cả cái tường luôn à? Không, nó chỉ từ cái đoạn giếng trời thôi, còn cái bên kia thì nó ấy rồi. Vâng, nếu không thì cứ để em nạp vào đi. Đặt vào đây đi. Lúc thực Mình tế sẽ tính sau. Đây, sẽ dạng dạng như này. Đây, bằng trong bằng ngoài luôn. Ui, nhà chị hơi tốn cửa đấy. không, cứ đặt cửa đấy thôi, còn cái bên ngoài đấy thì chị cũng chưa xây một. Thế thì nó sẽ từ mặt sàn lên đến đáy đỉnh dầm luôn, đáy dầm luôn chị. Đây tôi mang sàn lên đây xem. Thế thì em có tính toán cái phần này nó như thế nhá. Còn sau này lúc thực tế thì xem cân đối, ví dụ họ không cho thì mình xây lại, còn nếu không thì như này. Sau cứ để ở bên ngoài là cái tường thôi. Ý là đằng này nó vẫn là tường ạ. Từ tầng 2 lên là vẫn là tường. Rồi, ok. Là tường sau này mới thì mình cũng xây tường lên, mình để trang trí, mình để đèn hắt. Vâng, thế cũng Không đặt được. cửa cổng. Tại vì ở bên trên, ngay bên trên này là giếng trời nhà chị trên này rồi. Bên này nhà chị đã có nhà xây, nhà đấy nhà mấy tầng nhỉ, em quên mất rồi. Bên đấy chỗ thì nhà 3 tầng, chỗ thì 4 tầng. Tại bên đấy là đằng sau của các nhà đấy. Để em xem lại cái ảnh khảo sát này chị. Để em xem có cần thiết phải xây cái tường này không. Cái tường là tầng trên á. Vâng, cái tường trên, cái tường này này. Cái đằng sau sân phơi em xem là có giáp như nào. Ví dụ nhà người ta cao quá rồi thì mình không cần phải cao. Sau đấy như là có cái nhà 4 tầng hay sao. Để em tìm lại. Bên cạnh đấy là nếu mà đằng sau thì nó là nhà 3 tầng một tum. Nếu 3 Mà tầng một, tôm như là cái tôm đấy nhà người ta vẫn xây kín hay sao đúng không? vâng, họ xây một nửa kín vậy, vẫn đang hở. Cái tôm đấy một nửa là người ta làm là tôn. Đấy, em vừa gửi chị đây. Cái này nhà họ chắc đây là 3 tầng này, nên đây là 3 tầng. Cái này là từng tum. Thì như thế thì chỗ này nhà họ đang hở này, nhà thế thì cái chỗ chỗ này nhà mình mà hở thì người ta sang nhà mình mất. Chỗ đấy Thế phải xây kín lên đúng không? thì chị muốn xây kín không, hay chị chỉ xây khoảng 90 phân thôi? Tại bên này Xây tôn nhà họ đang đến đây này chị, mà chỗ này người ta đang hở ra để nghe lấy sáng lấy gió, sau này mình mình xây kín lên thì nhà người ta kín mít hết. đó, nếu mình xây nhà người ta sẽ kín, còn nếu để hở thì sau này người Thôi ta để hỏi là phù hợp đi, cho nhà người ta cũng sáng cũng có đi.
hàng xóm lại ác với nhau quá. Nhà họ cho thuê trọ hay là nhà họ cho Nó thuê trọ chị? sẽ ở, người ta mua đất ở đấy, quay đấy toàn là nhà người ta mua đất, nhà đấy ngày đất rộng lắm, bán nhà sắp đất ra bán đấy. Thế chỗ này sẽ để tường khoảng 900 nhé. Đấy thì sẽ như này. Thế thì sau này ở đây sẽ làm chuồng cọp vậy. Làm chuồng cọp thôi nó cũng thoáng. Nhưng mà lúc nào mưa thì nó hắt lại nhỉ? Vâng. Mưa nó hắt là cũng ướt hết đồ. Ướt đồ thì chắc là không ướt được, tại phơi đồ ở đây. Tại thực ra thì bên này kín thế này, thực ra nhà này người ta cũng kín rồi, thực ra gió nó lùa vào thì cũng không nhiều. Nhà này người ta đang thoát nước mưa kiểu gì đây? Nhà thoát máng trong vậy. Nhà này là vẫn đổ về đây. Đổ ra ngoài chị ạ. Không không, người ta có cái máng chắn đây. Cái máng vẫn trong đất nhà họ. Mưa thì em nghĩ nó không hát được đâu, tại vì cái tôn nhà này nó phải lên đến, từ cái sàn này lên em nghĩ chắc phải 3 mét, 2 mét 8 rồi. Thì nó chắn cũng tương đối rồi. Nhà chị đổ bê tông hết nữa nên là cũng không lo. Đấy thì tổng thể nhà chị bên ngoài sẽ như này. Thế phòng thờ chị muốn để rộng ra được không? Phòng thờ được chị, Để dâng kịch cái kho chứa đồ kia đi. Hơn 5 mét nhỉ? 5 nó rộng tương đương phòng khách ấy. mét. Phòng thờ thì cũng không muốn cho nó chắn chắn cái gì cả. Đấy, sau này sẽ rộng như này, còn khu bên này khu sân phơi đồ các thứ, máy giặt các thứ để ở đây. Thôi đây có hơn 9 mét rồi. Vâng, 9m9. Trừ đi cái giếng trời rồi. Thế là cũng rộng rồi chị ạ. Sau này ở bên trên cái giếng trời này thì mình sẽ đậy cái kính sáng. Chị đậy được không thì à, nên đậy nếu không mưa nó hắt vào. Thì đậy cái kính ở trên này rồi để thông gió thứ, vẫn để là cái cửa thông gió lên. Hàn một cái khung khung sắt để khung lưới bảo vệ để tránh trộm nó đột nhập vào. Bên ngoài phòng thờ kia cũng à, bằng bằng tầng phòng khách nhỉ, Vâng, vào phòng khách đi chị. tầng 2 với tầng 3 bên ngoài là giống nhau mà đúng không? Vâng, tầng 2, tầng 3 giống nhau chị. Cái này em đang chưa chỉnh, em đang chỉnh tầng 2 thôi. Cơ bản thì sẽ như thế. Đấy thì xem công năng như thế ok chưa, để em triển khai cái 3D. Gửi cho chị 3D cái đấy đi, chị đưa cho anh. Vâng, thế để em tổng hợp lại em gửi cho em chuyển qua chị nhé. Cái mặt tiền này là sơ bộ chị nhé, còn để sau này bọn em sẽ thiết kế chi tiết sau. Chủ yếu là cái công năng sắp xếp vị trí thôi. Vâng, thế để giờ em xuất phát em gửi nhé. Rồi rồi. Vâng, em chào chị ạ.
Ok.